đêm nay hãy đến bên anh. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một sắc lá rơi bên em, mùa đông tay thế. Người về đây với anh, người yêu ơi, về đây với căn nhà xưa em đêm. Vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, về bên anh. Thế xưa vẫn trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Người về đây với anh, người yêu ơi, về đây với căn nhà xưa em đều. Vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, về bên anh. Thế xưa vẫn trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với anh. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ rồi. Mùa thu cũng đi qua, trống tênh buồn vui. Năm tháng vẫn cứ trôi vô tình, ngày mai chiếc lá sẽ vẫn rơi. Vậy thì người yêu ơi, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Hãy mang những yêu thương trở về. Tác giả từng tâm sự. Người con gái trong bài hát không có thật, chỉ là một khoảnh khắc tưởng tượng của nhạc sĩ mà thôi. Chính vì thế, có thể xem người con gái ấy là hình mẫu lý tưởng của Trương Quý Hải trong tình yêu. Một người phụ nữ với một trái tim khao khát được yêu, một trái tim tràn ngập hy sinh và chờ đợi. Cả bài hát là một khúc thu thật buồn, nhưng cũng thật nhiều hy vọng. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thời xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiên rồi, về đây với anh. Người đi rồi cũng sẽ về, mùa thu không còn. Dù muộn màng, nhưng người ấy cũng sẽ về. Về với căn nhà xưa êm đềm, về với những lời hẹn ước đã trao, và đặc biệt là về với anh, người yêu ơi. Trải qua những đổ vỡ trong tình cảm, Trương Quý Hải nhận thấy đủ cái giá của hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi ở ngay bên cạnh, nhưng ta vẫn phải mải mê đi tìm, để khi trở về, mùa đông đã sang. Gắn bó với âm nhạc thật ngẫu nhiên, những sáng tác của Trương Quý Hải cũng thật ngẫu nhiên. Như một khoảnh khắc rung động của trái tim, âm nhạc của Trương Quý Hải là tiếng nói của tuổi trẻ, tâm trạng của tuổi trẻ trong tình yêu và cuộc sống. Không có nhiều tham vọng trong âm nhạc. Với người nhạc sĩ này, giai điệu chỉ đơn thuần là những thanh âm của cuộc sống, được lọc qua lăng kính từ sự trải nghiệm của bản thân. Và hơn tất cả, với anh, âm nhạc là những khoảnh khắc anh sống với những ký ức, với những kỷ niệm đẹp. Và đó là những khoảnh khắc còn mãi với cuộc đời. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn
còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui, vui lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh nếu ngày mai bước chân em về, giọt nước mắt rơi bên. Nhà xưa em đêm vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, về bên anh, thế xưa vẫn trao lời cuối trong đời. Mùa đông